Thôi nó chảy nước rồi đây. Hả? Có đây luôn. Có rồi. Ờ, đâu luôn đấy. Giờ nãy giờ mình lắc không? Bên này bia, bên dưới bẫy. Anh uống phải giống phong cách của tiên sinh đây nha. Đây là cái ly bia của Việt Nam nè. Cái này được mấy ly? Nó còn nhiều lắm. Nhiều quá. Đúng hết ly hết này cái đi. Rồi ok. Rồi vô đi. Vô. Rồi ok, thấy không? Thấy không? Nào. Rất là vô đi. Không hết cái này. Cái màu cũng có vẻ là vô vô. Cái màu là mơ xíu. Cái này thẻ ATM mình luôn. Yeah. Còn Visa mà đó anh nói là xài trước là redeem card. Redeem nó mới là xài trước. Của anh là xài của thằng Sakura. Đúng rồi đi anh. Anh mà hàng của thằng nào quân đội không? Của Nhật đó chứ. Nghe ra rút rồi đó hả? Số rút trước phải không? 30 triệu. Cái đó là redeem card chứ không phải là visa. Nói chung cẩn thận.